kính chào chương trình An sinh xã hội và bạn. Thưa cô Hồ Quang, em có một thắc mắc như sau. Em năm nay 66 tuổi, chồng em 81 tuổi. Hai vợ chồng em có mua được một căn nhà mobile home trong khu người già ở San Jose, California. Vợ chồng em có SSI, tiền hưu cộng thêm tiền phụ giúp của chính phủ và medical. Vì già yếu, chồng em phải vào bệnh viện chữa trị. Và nếu chồng em qua đời, chính phủ có bắt em phải trả tiền y tế và bắt em phải bán cái mobile home để trả tiền y tế đó không ạ? Cảm ơn cô và chúc cô nhiều sức khỏe. Ông bà đang hưởng tiền hưu và có thêm tiền SSI, do đó được hưởng Medicare và Medi-Cal. Medicare là chương trình bảo hiểm sức khỏe do chính quyền liên bang quản trị dành cho những người tuổi 65 trở lên hoặc là những người tàn tật, và những vị này đã có đóng thuế an sinh xã hội cũng như thuế Medicare. Cái đòi hỏi tối thiểu là có 40 tín chỉ an sinh xã hội, đó quy ra là 10 năm làm việc. Trong lúc Medi-Cal chỉ có đặc biệt ở tiểu bang California là dùng chữ Medi-Cal, chứ còn lại trên các tiểu bang của Hoa Kỳ thì gọi chương trình này là Medicaid. Đây là chương trình trợ cấp y tế của tiểu bang nhằm giúp cho những người tuổi 65 tàn tật mà có thu nhập và tài sản hạn chế. Nói chung, một người có vừa Medicare và Medi-Cal hay Medicare và Medicaid thì cái dịch vụ y tế mình hưởng đó gần như là hoàn toàn miễn phí. Rồi cái khác biệt giữa Medicare và Medi-Cal là như thế này. Medicare chỉ cung cấp dịch vụ y tế. Dịch vụ y tế gồm có dịch vụ y tế khi được nhận là bệnh nhân nội trú, trả những cái khoản chi phí khi mình được bác sĩ điều trị, và cái phần mua thuốc theo toa. Chỉ có vấn đề y tế mà thôi. Trong lúc đó, chương trình Medi-Cal hay là chương trình Medicaid á, thì ngoài cái dịch vụ y tế còn có cung cấp thêm cái dịch vụ chăm sóc dài hạn. Chăm sóc dài hạn là sao? Là khi mà mình tuổi già, sức yếu, khi mà mình còn ở ngoài cộng đồng, có nghĩa là mình ở nhà riêng của mình, thì có thể mình sẽ nhờ được người tới chăm sóc cho mình tại nhà. Rồi khi mà nó tệ hơn nữa, có khi cái người được hưởng Medi-Cal đó phải vào nhà an dưỡng để sống. Khi vào nhà an dưỡng thì cái người này được chăm sóc hoàn toàn 24/24 và sử dụng tiền của chính phủ qua chương trình Medi-Cal. Sau khi người này qua đời, tùy thuộc theo cái số tiền mà mình sử dụng trong lúc mà mình còn sống, nếu cái số tiền nó quá cao thì sẽ có cái chương trình gọi là Estate Recovery Program. Chính phủ đặt ra cái chương trình này để nhằm thu hồi lại một phần những cái chi phí mà chính phủ đã chi ra cho bệnh nhân được hưởng Medi-Cal. Thì nói chung cái tài sản lúc mà mình còn sống đó, thì cái căn nhà mình đang ở thì chính phủ không đụng tới, nhưng nếu mình qua đời, chính phủ có thể truy thu cái căn nhà đó, rồi sử dụng cái số tiền bán của căn nhà bồi hoàn lại cái số tiền mình đã sử dụng trong cái dịch vụ chăm sóc dài hạn. Phần còn lại, nếu mà cái tiền bán nó còn dư, thì những người thừa kế sẽ được hưởng cái khoản tiền này. Trong trường hợp bà đặt câu hỏi là ông nhà 81 mà bà mới có 60 mấy tuổi thôi, thì một khi không may ông qua đời thì bà là cái người quá phụ còn sống tại cái căn mobile home đó. Chính phủ, cho dù ông có sử dụng bao nhiêu tiền của cái chương trình Medi-Cal,
chính phủ sẽ không đụng tới cái căn mobile home mà bà đang cư ngụ, vì đó là cái căn nhà duy nhất và chính thức bà được cư trú. Thì bà yên tâm, nếu không may ông ra đi, bà vẫn có thể còn, bà còn có căn nhà để bà cư ngụ. Vậy nhá, yên tâm, xin kính chào.